Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách tải link ở dưới phần mô tả của kênh xây dựng 2019 niềm vui và cuộc sống mới nhất. Thì hôm nay là mùng 9 tháng 6 2023 thì mình sẽ hướng dẫn là cách tải link ở dưới này. Bây giờ cách tải link ở dưới này mới nhất để chúng ta có thể tải được tài liệu ở bất kỳ video nào mà có link tải ở dưới phần mô tả thì chúng ta có thể kích vào như sau. Chúng ta kích vào cái link này, mở cái đường dẫn thẻ khác, kích chuột phải mở thẻ khác. Rồi tiếp theo ở đây nó bảo là hãy đợi 12 giây. Đấy, chúng ta sẽ đợi khoảng 12 giây. Đấy, đợi 12 giây để chúng ta nó hiện cái từ này, click to continue đấy, thì chúng ta kích vào. Đấy, thì khi mà nó về số 0 thì cái này nó sáng lên, cái này sáng lên, chúng ta kích vào. Đấy, chúng ta thấy chưa, chúng ta kích vào thì nó, ví dụ chúng ta kích này mà nó sang cửa sổ khác thì chúng ta tắt cửa sổ này để về cái cửa sổ cũ. Đấy, thì nó bảo là đợi 10 giây, thì chúng ta sẽ đợi 10 giây. Đấy, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây và 0 giây. Rồi không, khi mà nó hiện là cái từ này, down click on unlock link and get link button, nó hiện cái dòng này, nó về số 0 nó hiện cái dòng này, chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng. Nếu mà nó sang cửa sổ khác, lựa kích vào đâu nó sang cửa sổ khác, tắt cửa sổ khác đi. Đấy, thì chúng ta kéo, cầm đây chúng ta kéo. Đây, chúng ta hiện dòng này nhá, xong chúng ta kéo xuống cuối cùng nhá. Đấy, chúng ta kéo xuống cuối cùng. Hay kéo xuống cuối cùng thì nó sẽ có, lỡ một kích sang cái khác thì nó là tiếp tục tắt. Đấy, chúng ta thấy click here để unlock link. Đấy, chúng ta kích phát nó sang cửa sổ khác, chúng ta lại tắt cửa sổ khác về cửa sổ cũ. Đấy, kích vào đây, khi mà chúng ta kích vào đây thì nó sẽ hiện cái get link này. Đấy, get link ở dưới cùng ấy, chúng ta kéo xuống dưới cùng tiếp, kích vào đây nó hiện ra dòng này, dòng này chúng ta kích vào đây. Đấy, kích vào get link tức là nó đưa link cho chúng ta đấy. Đấy, khi mà đưa link thì chúng ta thích tôi không phải người máy. Đấy, nó hiện ra đây thì chúng ta kiểm tra để check người không ạ, tôi không phải người máy. Thì kích vào xe gắn máy thì chúng ta thấy hình xe gắn máy đây. Đấy, cái bánh này, thân này, đấy này, đấy rồi, cái ảnh nào mà có xe gắn máy trong đấy. Đấy, tiếp theo xe gắn máy. Đấy, thì đây cũng có xe gắn máy, đây cũng có xe gắn máy. Đấy, xe gắn máy này. Ở đây nữa. Rồi, ok, thì nó sẽ xác định đây là không phải người máy rồi, không biết là người rồi. Đấy, rồi chúng khi mà kích không phải người máy rồi thì ok, nó tích cái này là ok rồi, chúng ta click here to continue. Đấy, kích vào đây để tiếp tục. Đấy, thì chúng ta chờ khoảng 5-6 giây gì đấy. Đây thì nó sẽ hiện link ở dưới này, do link. Đấy, khi nó về số 0 đấy thì get link này, ta kích vào cái get link. Chúng ta kích về số 0 thì cái get ở cuối cùng này có get link này. Đấy, đấy nó hiện link cho chúng ta. Đấy, thì chúng ta tải về. Đấy, ok, thì tiếp theo là mình sẽ làm một lần nữa nhé. Link này, cái link này hoặc cái link này nữa thì mình sẽ làm nhanh nhé. Đấy, rồi đây tiếp tục kích vào chủ nhân đấy thì nó sang khác, tắt về trang cũ tích. Đấy, rồi chờ một lát thì nó hiện cái từ click here to continue sáng lên, click nó sang lên thì chúng ta kích vào đây. Đấy, click nó lại sang cái này thì tắt cái cũ, cái này thì về cái cũ. Đấy, về cái web cũ của chúng ta này. Rồi và chờ 10 giây. Chờ 10 giây. Nhưng mà chờ một chút thì nó hiện cái từ unlock. Đấy, nó bảo là unlock link, get link. Đấy, nó hiện dòng này thì chúng ta kéo xuống dưới cùng. Lại sang cái khác thì mình tắt cái khác về cái cũ rồi kéo xuống. Kéo xuống dưới cùng. Đấy, dưới cùng của chúng ta là có từ dưới đây có get, click vào đây. Đấy, nó lại hiện sang cái khác thì tắt cái khác về cái cũ. Đấy, thì kích vào đây thì nó hiện get link. Đấy, get link, chúng ta kích vào get link.
chúng ta kích vào getting thì nó sẽ hiện sang là cái phần này tôi không phải người máy. Rồi đèn giao thông thì chúng ta đây có đèn này, có đèn này, đây có đèn này. Đấy, nhưng mà một như một trò chơi thôi, đây có đèn này, đây có đèn. Thì ta nhìn ảnh chúng ta đang hình đấy, thì nó bảo đây là xác định được không phải người máy rồi, thì ta click here to continue, click vào đây. Rồi thì chờ chờ 8 giây, chờ khoảng 8 giây thì link nó hiện đây. Đấy, về số 0, đây về số 0 thì nó hiện là get link. Đấy, get link, chọn get link. Đấy, thì nó có link tải chúng ta đây. Đấy, link tải ở đây thì cách tải ở đây chúng ta có thể chọn này, tệp tải xuống. Đó. Chúng ta vào tệp chúng ta tải xuống. Đấy. Ok, tiếp theo link tiếp theo. Thì đây mình đã cứ mở ra. Mở ra thì nó hiện nó chạy về số 0 rồi. Sang trang khác thì mình làm quyết về trang cũ. Đấy. Thì nó bảo chờ mấy giây đây, chờ mấy giây đây thì nó sẽ hiện ra là unlock. Thì chúng ta kéo xuống cái này ta sẽ thấy unlock. Đấy, cái dòng unlock chưa hiện thì mình phải chờ mấy giây đây, nó về số 0. Khi nó về số 0 thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng. Đấy, đây chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng, hiện là unlock link và get link này, thì chúng ta kéo xuống dưới cùng nó có từ get link unlock này, kích vào đây thì nó sang trang web khác, thì mình tắt nó đi và về trang web cũ. Đấy, ta kích vào đây thì nó sẽ ra thêm cái dòng này, thì chúng ta lại kích vào đây. Đấy, ta kích vào đây thì chờ khoảng 8 giây. Đấy, chúng ta sẽ chọn vào đây là không phải người máy. Kích vào xe đạp thì đây có bánh xe này, bánh xe này, bánh xe. Đấy, xe đạp. Đấy, ok. Xe gắn máy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Đấy. Thì kích vào đó nó xác định không phải là người máy, thì chúng ta tiếp kích click here to continue. Đấy. Tiếp theo là chờ 7 giây, 8 giây gì đấy thì nó hiện ra link của chúng ta đây. Thì chúng ta get link vào. Đấy, chúng ta kích vào get link. Đấy, kích vào cái link nó hiện ra. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể là tải xuống, kích vào tệp và tải xuống. Đấy, có khi nó hiện vào đây có từ tải xuống thì chúng ta kích vào đây, không không thì không có thì chúng ta phải chọn kích vào tệp và tải xuống. Đấy, ok, đây là cái cách giới thiệu tải link mới nhất 2023 ở dưới video của kênh YouTube của mình xây dựng 2019. Thì khi mà có link tải ở dưới phần mô tả thì các bạn áp dụng cách tải này thì có thể tải được tài liệu. Ok, chúc các bạn khai thác tốt tài liệu và phục vụ việc tốt cho công việc và mọi thứ nó suôn sẻ, thành công trong cuộc sống. Ok, chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Ok, chào các bạn.